Chào anh em nha. Là một con Mitsubishi khủng long siêu VIP cho anh em. Hàng cực đẹp luôn. Con này đầu 28 một ngựa rưỡi nha anh em. Hàng bãi. Là hàng bãi nha. Đấy, hàng bãi siêu nét luôn. Bắt lại hết rồi nha. Láng nắp là zin nè. Để bụi vô. Nó là zin cứng nha. Cái này bắt lại nha. Rất là đẹp luôn. Vàng xanh đét. Vàng là cực đẹp luôn, bãi mà giống như hàng đấu nha anh em nha. Đó, vàng ôm hết. Máy trắng tinh. Bao đẹp bao zin luôn cho anh em mình luôn. Đấy, vệ sinh rồi giờ cho chạy nha. Con này đầu 28 tương đương một ngựa rưỡi nha. Đây, cái đuôi nó bị cạ chày nha nha anh em. Đấy, cạ chày. Thích thì xích xanh xịt, không thích đê luôn. Rất rất là đẹp luôn. Rồi em sẽ gắn cho chạy nha. Đấy, này dưa quá dưa luôn đây nha anh em. Đấy, máy nó hoạt động ok luôn, quá là êm luôn à. Chỉ tiếng gió thôi. Này 2818 2018 nha, máy là bao zin cho anh em mình luôn nè. Con này bao đẹp luôn. Đó, một con máy hàng cực căng đét, nét căng đét luôn nha anh em mình nha. Thì bên em mà bán máy hàng đầu điện Nhật thì em bán remote ring hết nha. Máy con này kèm theo đổi nguồn luôn cho anh em mình nha. Con này điện xài điện 100V 28 thì nó xài đầu 28 thì tương đương gần ngựa rưỡi nha. Nó là tương đương ngựa rưỡi, nó xài phòng cho 18 mét vuông đó lại cho anh em mình nha. Đấy, bao zin bao đồ bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Thì những ai mà không bảo hành, ở xa không bảo hành thì em bớt hẳn 500 ngàn theo cái giá em báo nha anh em mình. Có nhiều anh em ở xa không bảo hành. Còn những anh em nào tin tưởng, ví dụ như mua hàng qua kênh YouTube hoặc là qua Zalo, thì những anh em nào ở gần thì tới tận cái hàng xem xe máy trực tiếp luôn nha anh em. Còn những anh em nào ở xa thì có thể theo dõi trên kênh hoặc liên lạc số điện thoại em để trên tiêu đề. Còn những anh em nào mà chưa mua chưa quen á thì nên kiếm cửa hàng gần nhất anh em mình mua cho nó ok nha. À, tuyệt đối an toàn. Còn bên mình mua thì bán thì cỡ nào thì mình cũng bán được hết. Còn em nào mà bảo hành thì mà mình bảo hành 1 năm, còn em nào không bảo hành thì trừ ra 500 ngàn tiền bảo hành nha. Đấy, con này là khủng long tên lửa 4 lá, hàng siêu VIP của Mitsubishi. Con này hàng cực đẹp luôn, một con hàng bãi mà giống như hàng đấu luôn nha anh em, hàng cực lướt luôn. Đấy, thì ngoài những con này ra em còn máy thường, máy đồ nữa nha anh em. Đấy, máy thường hàng ly 2 lá, hàng 4 lá, 2 quạt thì em đều cả em đều còn nhiều nha. Máy chưa dọn dọn rồi đều có nha anh em mình. Có gì thì anh em mình liên lạc số điện thoại em để cho tiêu đề cũng như số Zalo đó nha. Anh em mình có tìm hiểu hay là tư vấn cái gì đó thì anh em mình cứ alo. Rồi thì máy thì mình bao zin, máy đời cao không, từ A đến Z. Con đẹp thì giá nó chát một tí, còn những hàng đấu thì giá nó hơi chát nha. Còn hàng bãi thì giá, mấy con hàng bãi thì con nào đẹp thì giá nó cũng chát, nó cũng cao, còn con nào xấu thì giá nó yếu lại chút. Đấy, thì anh em mình cứ alo nha, tư vấn thì thoải mái, số phòng, số mét vuông, mét khối nha. Anh em mình cứ thông báo rộng rãi thì mình sẽ đón được cái máy nó làm lạnh tầm nào. Còn những anh em nào mà thích cái dòng mà thích mà này, bắt là phòng lớn hơn thì cái đó mình chỉ chịu máy lạnh thôi, chứ còn phòng bao lạnh thì nhiều cái anh em mình có phòng to mà bắt con máy công suất thấp quá thì nó cũng không đủ lạnh nha anh em mình nha. Nó lâu lạnh đó, ban đêm thì lạnh chứ ban ngày trời nóng, nhiều lúc cái sức nóng 4 mấy độ thì nó cũng lâu. Đấy, thì con máy này thì em bán với cái giá là 15.500.000 nha anh em. Một con hàng tên lửa được cực đẹp luôn, 15.500.000 cho một con tên lửa một ngựa rưỡi nha anh em. Bao giờ mất zin, bao đổ nguồn. Đấy, chào tạm biệt anh em nha.